Rồi, dây siêu phẩm anh em ơi. Một con Ryobi. Hàng Nhật Bản. Máy đẹp 95% ha, hơn 95 luôn anh em, như một con máy thùng luôn. Cực kỳ đẹp, đẹp xuất sắc ha. Đây. Made in Japan. 3740. Cực kỳ đẹp luôn. Con này lại xài trợ lực luôn ha anh em, núm bơm sân phụ luôn. Máy zin 100%, zin từ con ốc luôn ha anh em. Siêu đẹp, quá đẹp anh em xem kỹ, cực kỳ đẹp luôn, luôn có mấy thùng luôn ha. Rồi để mở bên trong một gió anh em xem luôn nè, chim ngưỡng bên trong luôn ha. Một cái lọc gió cực kỳ xịn sò luôn, nhìn thêm máy nè. Bên trong không có tí bụi luôn ha anh em, cực kỳ luôn, trắng nõn luôn. Rồi để nổ cho anh em xem luôn ha, giật trợ lực giật nhẹ là chạy ha anh em, mặt công tắc lên giật. Lực giật rất là sướng nha anh em. Quá vip. Đẳng cấp luôn anh em ơi. Em xài gia đình thì khổ phải chơi luôn. Xài tới rụng răng luôn còn chưa hư nữa. Anh em nào mua hàng thì liên hệ 0944787771. Tên của em là Tính ha. Kênh của em là Tính Nội Địa Nhật, và nick Facebook của em là Nội Địa Nhật ha anh em. Anh em nào mua hàng thì liên hệ em ha. Máy siêu đẹp, nguyên zin từ con ốc, bao zin 100% cho anh em.